Xin chào tất cả quý vị. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì fanpage của câu lạc bộ Đông Hà Thanh Hóa đã đăng tải thông tin là câu lạc bộ đã chia tay với 5 cầu thủ gồm có Lê Văn Đại, Phạm Văn Hội, Hoàng Anh Tuấn, Lê Văn Hân và Hoàng Trọng Phú, và cũng bổ sung 5 cầu thủ trẻ sinh năm 2000 là Trương Đức Mạnh 2001, 2002, 2003 và 2004. Và phía bên ngoài thì đang có cầu thủ Nguyễn Vũ Hoàng Dương cũng đang sẵn sàng cho sự trở lại trong màu áo của Đông Á Thanh Hóa. Và trong chiều ngày mai, ngày 18 tháng 5 thì toàn bộ các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa sẽ tập trung trở lại. Trong ngày hôm nay thì mình chỉ có những cầu thủ thứ hai và các cầu thủ trẻ mới được lên trên đội hình chính. Trong buổi tập hôm nay thì chỉ có duy nhất Empassi là cầu thủ ngoại. Số 12 đây là Nguyễn Thái Sơn được tập trung lên đội tuyển U18 Việt Nam. Và thông tin về việc Hoàng Vũ Sam Sơn và Đông Á Thanh Hóa sẽ được chúng tôi cập nhật trong những video tiếp theo. Và bến đỗ của 5 cầu thủ Đông Á Thanh Hóa thì chúng tôi mới biết được thông tin là Lê Văn Hân sẽ xin chuyển sang đi học và Nguyễn Trọng Phú là đang bị chấn thương, còn Lê Văn Đại, Phạm Văn Hội và Hoàng Anh Tuấn thì hiện tại vẫn chưa có những thông tin về việc sẽ là chuyển đến đội bóng nào. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chiều ngày mai có tất cả các cầu thủ của Đông Á Thanh Hóa. Và các bạn có câu hỏi nào về Đông Á Thanh Hóa thì hãy để lại comment ở dưới video này, mình sẽ giải đáp cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.